Trong cộng đồng quốc tế, Israel không được coi là một quốc gia mới thành lập mà ngày càng trở thành một quốc gia hạ đẳng, không đạt được bước tiến đáng kể nào trong việc sử dụng chiến thuật công kích. Người Palestine đã chuyển sang chiến thuật khác, phi hợp pháp hóa Israel. Theo nhiều cách, đó là sự bùng phát tự nhiên của tuyên bố năm 1975 của Liên hợp quốc rằng chủ nghĩa phục quốc Do Thái là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Giờ đây, các nhóm khác sẽ tận dụng thứ vũ khí đó lên và nhấn mạnh rằng Chủ nghĩa phục quốc do Thái sinh ra trong tội lỗi và do đó Israel đơn giản là không có quyền được tồn tại. Liên hợp quốc và các tổ chức thành viên đã khởi đầu cho trận chiến này. kể từ thập niên 1970, Liên hợp quốc đã là diễn đàn chống Israel một cách rõ ràng. Ben Gurion đã gọi nó là sân khấu của điều lố bịch. Aban Eban, đại sứ của Israel tại Liên hợp quốc và sau đó là tại Mỹ, nhà hung biện và thường rất mạnh mẽ từng nói về Liên hợp quốc. Nếu Algeria đưa ra nghị quyết tuyên bố rằng trái đất phẳng và Israel đã san bằng nó, nó sẽ được thông qua với 164 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 26 phiếu trắng. Đến năm 2000, ngay cả những lý do không xác thực của Liên Hợp Quốc cũng không còn nữa. Mặc dù rõ ràng Liên Hợp Quốc đã thu hồi nghị quyết chủ nghĩa phục quốc do Thái là phân biệt chủng tộc vào tháng 12 năm 1991, văn hóa tại tổ chức này vẫn không thay đổi năm 2001 và 2009 các hội nghị do Liên hợp quốc bảo trợ chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Durban, Nam Phi một lần nữa ra nghị quyết rằng chủ nghĩa phổ quốc do Thái là chủ nghĩa thực dân rằng Israel là một quốc gia phân biệt chủng tộc và Israel đã được sinh ra trong tội lỗi và được thành lập thông qua sự thanh lọc sắc tộc kế hoạch của các trưởng lão tại Zion và cuốn Men cuộc chiến đấu của tôi của Adolf Hitler đã được in ra phân phát tại hội nghị. Từ năm 2003 đến năm 2012, Liên hợp quốc đã ban hành 314 nghị quyết lên án Israel, chiếm gần 40% tổng số nghị quyết được thông qua trong thời gian đó. Số nghị quyết đó nhiều hơn 6 lần so với các nghị quyết được đề cập đến của bất kỳ quốc gia nào khác. Sudan là quốc gia thứ hai có nhiều nghị quyết như vậy. Và cuối năm 2013, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Israel đã chỉ ra rằng trong số 103 nghị quyết về các quốc gia riêng lẻ từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, 43 nghị quyết trong số chúng chiếm tới 42% đã lên án Israel. Chỉ riêng trong phiên họp tháng 3 năm 2013 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, 6 nghị quyết đã được thông qua để lên án Israel, trong khi chỉ có 4 nghị quyết đề cập đến tất cả các quốc gia còn lại trên thế giới. Israel là đối tượng của nhiều phiên họp khẩn cấp tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Đồng thời, Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc không thông qua bất kỳ nghị quyết nào lên án 200.000 người chết ở Darfur hoặc các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, Cuba, Pakistan, Ả Rập Saudi, Sudan hoặc Zimbabwe. Có một số nhà quan sát đã hiểu được động cơ và tìm cách điều chỉnh sau khi Liên Hợp Quốc đưa ra chỉ trích gay gắt về hành vi của Israel trong cuộc chiến năm 2014 với Hamas và quy trách nhiệm cho Israel về những cái chết của dân thường. Richard Kemp, đại tá quân đội Anh đã nghỉ hưu và là cựu chỉ huy lực lượng Anh ở Afghanistan, đã phản ứng lại. Trong bài viết trên tờ New York Times, ông nhắc nhở độc giả của mình về việc ai là người chịu trách nhiệm về sự kéo dài của xung đột này. Mặc dù Liên Hợp Quốc đã đổ lỗi cho việc Israel chiếm đóng kéo dài bờ Tây và giải Gaza, cũng như việc phong tỏa giải Gaza, nhưng tổ chức này biết rằng sự thật không phải là như vậy. Đại tá Kem nhắc cho độc giả của mình nhớ lại rằng Israel đã rút khỏi Gaza một thập niên trước đó nhưng Hamas đã sử dụng việc rút quân như là cơ hội để leo thang xung đột. Khem viết, cuộc xung đột vào mùa hè năm ngoái bắt đầu với sự leo thang mạnh mẽ trong các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào dân thường Israel là sự tiếp nối cuộc chiến xâm lược của Hamas. Đối với cáo buộc rằng Israel đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế, Khem đã so sánh lực lượng phòng vệ Israel với các quân đội khác và nói: "Ủy ban Liên hợp quốc có thể đã lắng nghe tướng Martin Dempsey, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ" người đã nói vào tháng 11 năm ngoái rằng lực lượng phòng vệ Israel đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để cố gắng hạn chế thương vong cho thường dân. Hoặc với một nhóm gồm 11 sĩ quan quân đội cấp cao từ 7 quốc gia, bao gồm Mỹ, Đức, Tây Ban Nha và Úc, và những người cũng đã điều tra về xung đột tại giải Gaza gần đây. Tôi là một thành viên của nhóm đó và báo cáo của chúng tôi được cung cấp cho thẩm phán David cho biết, không ai trong chúng tôi biết về bất kỳ quân đội nào từng thực hiện các biện pháp đa dạng như lực lượng phòng vệ Israel đã làm vào mùa hè năm ngoái để bảo vệ cuộc sống của dân thường. Liên Hợp Quốc thậm chí còn bị Samatha Power, khi đó là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc buộc tội, không thường được coi là người ủng hộ đặc biệt nồng nhiệt của Israel. Ngay cả Power cũng thừa nhận rằng có điều gì đó nham hiểm đang diễn ra. Cụ thể, chúng ta đã chứng kiến các quốc gia thành viên tìm cách sử dụng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng và thậm chí các ủy ban bí mật nhất của Liên Hợp Quốc theo những cách mà đã vượt khỏi ranh giới của những sự chỉ trích chính đáng về chính sách của Israel để cố gắng làm giảm tính chính danh của nhà nước Israel. Quốc gia duy nhất trên thế giới có mặt trong chương trình nghị sự thường trực tại Hội đồng Nhân quyền, không phải là Triều Tiên, một quốc gia hiện đang giam giữ ước tính 100.000 người trong các cuộc tranh giành quyền lực, không phải Israel nơi đã hỏa thiêu người dân của họ, rất nhiều người dân. Quốc gia đó là Israel sự thiên kiến không chỉ là với quốc gia Israel mà còn với ý niệm về Israel. Chủ nghĩa phục quốc do Thái luôn là một ý niệm giống như ý niệm về quốc gia. Bây giờ Power đã trình bày chính xác những gì đã xảy ra với quan điểm về ý niệm đó. Năm 1917, với tuyên bố Balfour, nước Anh đã tán thành ý niệm về nhà nước do Thái. Tháng 11 năm 1947, tại cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc về sự phân vùng, cộng đồng quốc tế cũng làm như vậy. Tuy nhiên chưa đầy 70 năm sau, hầu hết cộng đồng quốc tế đã thay đổi quan điểm. Điều bị phản đối không phải là hành vi của nhà nước Do Thái mà là quan niệm rằng người Do Thái phải có một đất nước của riêng họ. Tuy nhiên, thực tế là sự không xác thực đã mất đi không có nghĩa là sự thiên vị sẽ dừng lại. Rõ ràng, nếu Liên Hợp Quốc phải bỏ phiếu một lần nữa về việc thành lập nhà nước Do Thái, không giống như kết quả vào tháng 11 năm 1947, thì lần này bản kiến nghị đó sẽ hầu như không có cơ hội được thông qua. Liên Hợp Quốc cũng không phải là trung tâm duy nhất của trận chiến. Bề ngoài, nhiều tổ chức nhân quyền công bằng tập trung sự chú ý của họ một cách không công bằng vào Israel, tuân theo tiêu chuẩn kép một cách rõ ràng. Tổ chức theo dõi nhân quyền là trường hợp điển hình. Robert Burstein, người thành lập tổ chức vào năm 1978 để vận động cho các nạn nhân bởi sự vi phạm nhân quyền, đã viết một bài đăng trên New York Times vào năm 2009, tố cáo tổ chức mà ông đã tạo ra Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã đánh mất quan điểm mang tính phê phán về cuộc xung đột đó. Israel liên tục bị tấn công bởi Hamas và Hezbollah, những tổ chức săn đuổi công dân Israel và sử dụng người dân của họ làm lá chắn sống. Các nhà lãnh đạo của tổ chức Theo dõi Nhân quyền biết rằng Hamas và Hezbollah đã chọn cách gây chiến từ các khu vực đông dân cư, cố tình biến các khu vực lân cận thành chiến trường. Họ biết rằng ngày càng có nhiều vũ khí lợi hại hơn đang đổ vào Gaza, Liban và sẵn sàng tấn công trở lại và họ biết rằng cuộc chiến này tiếp tục tước đi bất kỳ cơ hội nào của người Palestine để có cuộc sống hòa bình và hữu ích mà họ đáng có. Tuy nhiên, Israel nhiều lần trở thành nạn nhân của hành động gây hấn, phải đối mặt với nhiều chỉ trích của tổ chức theo dõi nhân quyền. Loại tiêu chuẩn kép đó không phải là hiếm. Dưới hình thức của nhiều tổ chức và với sự đồng lõa của phần lớn báo chí và các chính phủ châu Âu, phong trào tước đoạt tính chính danh, sự chỉ trích không ngừng đối với nhà nước Do Thái thể hiện các tiêu chuẩn kép trắng trợn, riêng lẻ nhắm vào Israel, phủ nhận quyền tồn tại như hiện thân của quyền tự quyết của người Do Thái hoặc ma quỷ hóa đất nước này đã được tiếp tục để tạo đà cho phong trào này. Trong nhiều trường hợp, các tổ chức có mục đích muốn chấm dứt sự chiếm đóng hầu như không tìm cách ngụy trang cho sự phản đối của họ với chính ý niệm về nhà nước Do Thái. Phong trào tẩy chay, thoái vốn và trừng phạt được thành lập vào năm 2005 ngay khi Israel rút khỏi giải Gaza. Nó kêu gọi tẩy chay nhà nước Do Thái cho đến khi nước này không chỉ chấm dứt việc chiếm đóng lãnh thổ của người Palestine kể từ năm 1967 mà còn trao quyền bình đẳng cho các công dân Ả Rập Palestine và trao quyền trở lại cho những người Palestine đã trốn chạy khỏi cuộc giao tranh năm 1948 cũng như con cháu của họ mà sau này lên tới hàng triệu người. Israel không cách nào có thể tiếp cận những người Palestine đó bởi nó sẽ chấm dứt tính đa số về mặt nhân khẩu học của người Do Thái mà vẫn duy trì cả tính Do Thái lẫn tính dân chủ tuy nhiên đó chính xác là điểm mấu chốt phong trào thoái vốn tẩy chay và trừng phạt là nhằm tiêu diệt israel đó là chiến thuật cực kỳ thông minh bằng cách sử dụng ngôn ngữ của nhân quyền ngôn ngữ có sức mạnh nói lên sự nhạy cảm của người do thái tại mỹ phong trào tẩy chay thoái vốn và trừng phạt và các tổ chức khác đã thành công trong việc thuyết phục nhiều người do thái trẻ tuổi tại mỹ tự hỏi Liệu nhà nước do Thái có phải là một sự phản bội đáng kể những giá trị đã có vốn từ lâu và đưa đạo do Thái trở thành lực lượng tích cực trên thế giới? Những người quan sát sâu sắc hơn đã hiểu những gì đã diễn ra. Tại hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về chống chủ nghĩa bài do Thái ở New York vào tháng 6 năm 2004, trước khi phong trào tẩy chay, thoái vốn và trừng phạt trở thành một chiến lược, một nhà hoạt động nhân quyền và học giả nổi tiếng đã mô tả tình trạng của vấn đề. Bà nói: sự tá ác của chủ nghĩa bài do thái ngày nay di chuyển qua chủ nhà liên hợp quốc giống như mầm bệnh đầy tính cơ hội đầu tiên sự phân biệt đối xử dành cho israel được tiếp tục bằng sự ma quỷ hóa nó sự sùng bái kẻ thù của nhà nước do thái sự phủ nhận tư cách nạn nhân của người do thái tố cáo người israel đang chống trả và cuối cùng là việc từ chối xác định những kẻ tấn công tại châu âu chủ nghĩa bài do thái cũng như bạo lực nhắm vào người do thái đã gia tăng một cách công khai người do thái tại châu âu hiểu rõ rằng Họ đã từng xem vở kịch này trước đây và vào năm 2015, lượng nhập cư từ Tây Âu đến Israel đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Một lần nữa, nhiều người Do Thái cảm thấy họ phải chạy trốn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.